Thưa quý vị, là một trong những sản phẩm ô cốp 4 sao của tỉnh, thời gian gần đây, Bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên đã xuất khẩu sang nhiều thị trường trên khắp thế giới, trong đó có Nhật Bản, và ngay lập tức được người tiêu dùng tại xứ sở Hoàn Đào đón nhận một cách nồng nhiệt. Bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên chính thức xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản từ cuối năm 2021. Chỉ mới vài tháng, song tín hiệu từ thị trường Nhật Bản được đánh giá là rất khả quan. Bằng chứng là việc bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên đã có mặt tại nhiều hệ thống kênh phân phối tại thị trường Nhật Bản. Sản lượng xuất khẩu có nhiều tiến triển tốt. Trong đó, sản phẩm bánh tráng siêu mỏng được đóng gói theo quy chuẩn 120g được người tiêu dùng Nhật Bản rất ưa chuộng. Nhật Bản là thị trường khó tính, để xuất khẩu sang nước này đòi hỏi nhiều yêu cầu và tiêu chuẩn rất gắt gao. Tuy nhiên, bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên, sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Tây Ninh đã có thể thực hiện được.